Hôm qua, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã cứu nạn một thuyền viên Trung Quốc khi đang trên đường hành trình đi từ Hồng Kông đến Singapore. Ngay sau khi nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp trên tàu Yuan Yuhu của Trung Quốc có thuyền viên bị sốt cao, chứng bụng mê man, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đề nghị tàu khẩn trương quay đầu về bờ, đồng thời điều động tàu SAT 274 thường trực tại Nha Trang đi cứu nạn. Do được cấp cứu kịp thời, thuyền viên đã qua cơn nguy hiểm và bước vào giai đoạn hồi phục. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhân đã được đưa về Nha Trang tiếp tục chữa trị.